Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của salon An Phát Auto có địa chỉ là số 17 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hôm nay cửa hàng em lại tiếp tục về thêm một mẫu xe bán tải để phục vụ quý vị và các bạn nhé. Một chiếc xe là Ford Ranger XLS tự động một cầu, được sản xuất và đăng ký là 2017, biển là siêu VIP 37C26779. Nếu như mà anh em nào mà ở Nghệ An thì quá là đẹp luôn ạ. Với một chiếc bán tải Ford Ranger XLS số tự động một cầu, sản xuất và đăng ký là 2017 thì em đang chào bán với giá loanh quanh là hơn 500 triệu các bác nhé. Nếu như các bác đang có nhu cầu mua xe thì hãy alo ngay cho em, số điện thoại ở phần mô tả thì các bác sẽ được hỗ trợ tốt nhất về giá cả lẫn cả chất lượng của chiếc xe. Với ngoại thất của chiếc xe thì là màu ghi xanh và nội thất là đã được lên bộ ghế da hai màu các bác nhé. Sơn zin của chiếc xe thì còn khoảng đến 90% ạ. 90% sơn zin của chiếc xe bán tải Ford Ranger XLS số tự động một cầu, sản xuất 2017 các bác nhé. Xe thì được cửa hàng em cam kết 100% chất lượng xe, là không có lỗi về đâm đụng hay là xe bị ngập nước bổ máy ạ. 100% chất lượng xe các bác nhé, nên các bác có thể yên tâm check xe hoặc là test xe thoải mái ạ. Với tất cả những mẫu xe bên em bán ra thì cam kết 100% là bằng văn bản, không có lỗi. Các bác thiện chí thì hãy alo ngay cho em nhá. Vâng, và đây là chi tiết nội thất bên trong của chiếc Ford Ranger XLS. Các bác có thể đánh giá được qua video của em, các bác đánh giá được một phần nào đấy cái video này và đến cái chất lượng của chiếc xe là có chuẩn những gì em mô tả hay không ạ. Với ô tô của chiếc xe thì đang chạy chuẩn là hơn 5 vạn km nha các bác nhá. Lốp teo xe đây ạ. Xe mới chạy được có 5 vạn rưỡi này. Lốp teo xe cả dàn các bác nhá. Đấy, xe được lên bộ ghế da cực kỳ là mới và xịn sò này. Các bác về chỉ việc sử dụng thôi ạ. Đây là củ số các bác nhá. Đấy, vô lăng này còn rất là mới này. Xe thì được cam kết 100% chất lượng xe, không có lỗi về đâm đụng hay là xe bị ngập nước bổ máy ạ. Từ ngoại thất đến nội thất thì còn rất là mới. Các bác về chỉ việc sử dụng thôi. Nên mà các bác đang có nhu cầu thì hãy alo ngay cho em, sẽ được hỗ trợ tốt nhất cho các bác nhá. Đấy, đây là hàng ghế sau ạ. Xe quá mới luôn ạ. Một chiếc xe bán tải mà được một chủ sử dụng và đi cực kỳ là ít ạ. Lốp theo xe còn rất là dày các bác nhá. Đấy, nhưng mà các bác thiện chí alo cho em thì em sẽ là có những cái hỗ trợ tốt nhất để giới thiệu đến các bác và có ưu ái cho các bác với một mẫu xe bán tải tại thời điểm này các bác nhé. Bây giờ em sẽ xin phép đi vào cái chi tiết là cái khoang máy động cơ để giới thiệu cho các bác về phần khoang máy động cơ, xem chiếc xe này còn nguyên bản về máy móc hay không các bác nhé. Đi vào chi tiết sâu bên trong cái khoang máy động cơ và ốc cabo, keo chỉ xe cabo thì đầu tiên các bác phải xem những con ốc thôi các bác nhé. Ốc cabo thì nguyên bản 100% ạ, chưa có một vết cà lê mỏ đấy các bác nhé, nên là các bác yên tâm. Chất lượng bên em bán ra 100% cam kết bằng văn bản ạ. Keo chỉ thì các bác yên tâm 100% rồi, em cam kết bằng văn bản là xe không có lỗi, nên là các bác cứ nhiệt tình qua cửa hàng em xem xe và được em tư vấn miễn phí các bác nhé. Đây là ốc cabo bên phụ các bác nhá. Đấy, chưa có một vết cà lê mỏ đấy tháo ra hay là bị va chạm gì phần đầu đâu ạ, các bác yên tâm. Đây là tổng quan khoang máy động cơ thì các bác có thể là xem chi tiết, em quay chậm cho các bác xem. Trước khi qua xem xe thì các bác có thể xem qua cái video này của em rồi thì chúng ta đến chỉ việc xem lại thôi và đánh giá được chiếc xe Ford Ranger XLS số tự động một cầu, sản xuất 2017 của em các bác nhé. Đấy, các con ốc trong xe vẫn còn nguyên bản ạ, chưa bị tháo ra hay là bị một vết cà lê một hết luôn các bác nhé. Em cam kết bằng văn bản luôn là xe còn nguyên bản, không bị đâm va, không bị ngập nước, máy móc còn nguyên bản, nguyên zin các bác nhé. Nếu như mà các bác đang có thiện chí nhu cầu muốn mua xe thì hãy alo ngay cho em, số điện thoại ở phần mô tả hoặc đến cửa hàng em xem xe trực tiếp, là có địa chỉ là số 17 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, An Phát Auto các bác nhé. Video hôm nay em sẽ xin phép là tạm dừng ở đây và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video clip tiếp theo.